Như em đã thông tin nhé, hôm nay Thảo Nguyên tiếp tục xuống mẻ thủy quái. Nó chính là cá chê. Nhưng nó toàn biểu 6, 7, 8, 9. Nhìn nó như đúng là thủy quái rồi. Và giờ chúng ta sẽ chiêm ngưỡng nó. Như em đã thông tin thì hôm nay Thảo Nguyên sẽ xuống toàn loại hàng khủng như này. Và khẳng định em á, đồ nghề không đảm bảo thì không chơi loại này được. Đây, nhìn có mấy con thôi, 3-4 con nhưng mà nhìn nặng khủng khiếp. Đây anh em nhìn, chúng ta sẽ thấy một mà dàn thủy quái luôn. Đây anh em nhìn ạ. Chắc chắn là hôm nay ấy, những khẳng định với anh em là những loại này thì không thể làm anh em thất vọng được rồi. Những con như này mà nó vàng sộm luôn. Và những loại này cũng thông tin với anh em là Thảo Nguyên luôn là đặt hàng và kiếm rất khó. Những loại cá chê như này nha anh em nha, không phải dễ kiếm. Chê 2-3 cân, 5 cân thì bình thường. Những loại mà 8-7 mà đến chục cân như này ấy, thì không dễ kiếm đâu anh em nhé. Và khi đóng loại này lên rồi ấy, thì đồ nghề của anh em mình khẳng định luôn. Chúng ta test đồ luôn. Đó. Hôm nay Thảo Nguyên đã xuống và bây giờ sẽ tiếp tục xuống nữa. Những hàng này ấy, thông tin anh em là hàng đặt luôn. Một con này ấy, nó giá trị nó tương đương, nó khoảng bằng một con cá chép 5 cân. Đây là anh em không phải lăn tăn gì cả. Lên một con này Thảo Nguyên vẫn thu mua lại mà mình nghĩ là chắc chả ai bán đâu. Nó vàng sộm nhìn như là con nheo, nó khủng khiếp luôn. Em có tóm được con này anh ơi, nhìn này. Đây, anh em nhìn biết. Loại như thế này mà khi dòng lên được thì anh em xác định đúng không? Và Thảo Nguyên thông tin nha, mà giá không thay đổi vẫn là 20k một giờ anh em nhé. Săn thoải mái luôn. Đây những con như này dài hàng mét. Đấy. Các loại như nheo thì thôi rồi luôn. Không, con mèo lúc nhảy ra mèo nó sơi luôn. Đây, một con này nó bị lưng lúc nhảy ở nhà anh ấy. Con mèo nó sơi luôn. Đẳng cấp luôn anh em ạ, khủng luôn ấy. Đây anh em hãy nhìn những con đây. Anh em nhìn, đấy, em đặt đây em nhìn cho một con nó khủng khiếp này. Đây để anh em nhìn. Đấy, nhìn như thế này thì anh xin lỗi đi. Các cái cần mà gọi là kém một tí thì chắc chắn là sẽ không thể tham gia cuộc chơi này đến trọn vẹn được. Anh em mà nhìn ạ. Anh em thông tin đây những con mà như thế này. Ui. Em phải tuốt anh cái áo ngược lên cho anh phát được. Để đây anh cứ đẩy. À, cởi anh cái cúc, đây. Để anh vớt cá lên cho anh em nhìn thôi rồi luôn. Anh em nhá, hôm nay thì toàn biểu loại khủng. Loại thôi rồi luôn. Ok, đây. Đây nhìn này, ui nó vàng. Ui giời. Ui giời, đây nhìn. Ui giời. Đây loại này anh em nhìn. Nếu loại này lên. À, anh thử ôm một con giống như là trước không? Cầm cái tay cần giấy. Anh ôm hai cái tay của nó này. Để xem độ dài của nó thôi. Đấy, chuẩn thôi, đúng bài đấy. Đấy anh em sẽ thấy. Hôm nay thì lồ cá thì Thảo Nguyên hôm nay là chốt lại với anh em là 2 tạ 51 cân. Riêng Thảo Nguyên thì những làm mấy nhà cá như anh Cường, con bà Liên ở tại Bắc Giang không cần phải cân lại. Để chốt với anh em đây là cá được nhập về từ Hà Nội, từ khu Hà Tây. Đấy, những loại như này thì nó thực sự là hiếm. Đợt đầu năm Thảo Nguyên mới lấy được đợt đấy là hơn 4 tạ. Đến bây giờ thì cũng được khoảng 4 tạ rưỡi. Nhưng hôm nay thì đang có 2 tạ 51 cân. Ngày kia sẽ có khoảng hơn 2 tạ này nữa. Không có hàng to đâu anh em nhá. Những cái con như thế này là hàng hiếm đấy. Còn cái chê mà gọi 4-5 cân thì nó cũng quá bình thường rồi. Không có đấy là mèo nó chán lúc trưa quật. Ôi, nhìn những con xuống mà riêng cá to này nó vàng xộm sướng luôn. Anh em nhìn đấy, tráng cá của Thảo Nguyên đây. Tổng hôm nay là 2 tạ 51. Riêng Thảo Nguyên thả riêng cá chê gần như mình bảo một là không cần phải cân mà làm chuẩn chỉnh luôn. 2 tạ 51. Cái kia xuống là 2 tạ nữa. Đời con vàng sộ mà nhìn nó vàng đấy mà. Anh em nhìn thấy luôn. Nếu như con nó lên thì đây. Ô nhầm rồi em ơi. Chỗ bên này chưa, chỗ bên này vừa mới sáng cá thôi. Phải đi mép bên này. Rồi. Thông tin với các anh như thế. Và chúng ta bây giờ sẽ chuẩn bị xuống tiếp. Chưa hết được. Rồi, với con như này nếu mà cần yếu yếu thì thôi, khả năng khó sơi được nó. Đây, tráng cá của Thảo Nguyên. Và thông tin với anh là tuần này Thảo Nguyên cũng sẽ xuống rất nhiều cá vào dịp cuối tuần. Vì hệ thống bờ bãi đã làm xong rồi anh em nhìn thấy. Bờ làm xong rồi. Nhưng mà chưa được dán nắm thì định là hôm nay cũng vẫn là chưa thả cá đâu. Nhưng mà cái mẻ cá này, cá chê này thì em biết là những con cá chê to đặt như thế này là nó có đột xuất, khi có phát là Thảo Nguyên nhập lên ngay. Và thông tin với anh là ở chỗ nào có cá chê to thì Thảo Nguyên đều nhờ cái nhà cá đây để di chuyển về Thảo Nguyên để anh em săn hết.
Thôi em ở trung tâm thành phố Bắc Giang các anh nhé. Ba ba tám hàng khủng nhiều lắm, một tuyệt vời luôn. Em nghĩ đang kiếm ở các khu vực miền Bắc của mình, ở đây thì cũng rất ok nếu mà tiện được. Đây. Khiếp luôn rồi. Với những con như này đây nhìn đúng không? Loại này mà anh em lùa nó quật lên mặt nước, mà kể cả câu này nó quật lên anh em nhìn cũng khiếp luôn. Đúng rồi, loại này lướng riêng mẻ cộng thêm chi vắt 12 anh em nhé. Thì không phải suy nghĩ luôn. Đây em, anh em bắt độ với nhau tí ông nào mà thả cần thôi xác định luôn đi nhá. Anh em tạm thời sẽ như này. Anh chỉ hạ cho em nước xong để còn lại cá mình, chứ đừng đi chưa cần chưa xuống cá, để mình nhìn hạ nước để mình nhìn trực tiếp luôn. Anh em có nhìn thấy một tráng cá của thằng Nguyên. Đây đang dùm đây rồi. Từ từ đây em ạ, để anh xả nước trước luôn. Đấy, nếu loại như này thì thôi rồi. Đây anh em nhìn thấy. Anh tóm cho em một con thử không? Anh cầm đấy, cầm tay nó xách lên nữa. Không cầm nổi à? Không, anh cứ xả lượng bắt đầu xuống rồi, ok. Đây, những con như này đây. Úi giời, nếu loại này đưa xuống rồi, đúng là thủy quái chưa? Thủy quái của Thảo Nguyên anh em nhé. Ok, anh đẩy xuống dưới này anh em được. Đấy, và tiếp tục giờ xuống. Anh Cường ơi, anh dồn cả cá xuống đây cho em, nó đang theo nước nó ra cho tiện. Đây, anh em hãy nhìn đi. Ok luôn đúng không? À cô, đây anh em nhé. Hàng này thì không phải suy nghĩ rồi. Đấy, cứ loại như này. Và giá vẫn là 20k để anh em săn nhé. Và khẳng định anh em một con cá này ấy, là nó giá khoảng 220.000 rồi. Thì nó tương đương với con cá chép 5 cân rồi anh em. Con đấy á, con đấy bỏ anh ra kia để tôi lướt luôn. Mèo hang đấy cơ. Đây một con vất ra phát mèo nó chơi ngay. Đâu anh vất vào cái tráng kia, vào cái lô ngoài chứ. Rồi anh em nhìn này, vàng sộm hết chưa? Cá loại này thì xác định luôn rồi. Cần của anh em có đảm bảo không hay là vấn đề. Vậy nhìn vàng sộm, nhìn to đùi mình. Cái loại này mà lên nó quật cho thì thôi đúng không? Đó, anh em nhìn nó lừng lưỡng luôn, con nào ra con đấy. Và cũng thông tin anh em là những loại này không phải loại dễ kiếm anh em nhé. Ui giời, nhìn sướng luôn. Đấy. Loại này vẫn là những loại mà đây con như này, anh em nhìn này. Ôi, con chấm đen ăn nhầm gì nó 5-7 cân chấm đen. Không tính được với nó. Lên luôn rồi anh em nhìn này. Báo cá luôn anh em nhá. Đấy, xuống phát chơi luôn và ăn mồm cho con kia này, mồm ngóc thẳng lên này anh em nhìn này. Đấy, sau khi chúng ta xuống lốt rồi thì sẽ quật ui con kia nhìn này. Đấy. Miệng lên. Ok. Ok, tiếp tục. Nói chung là Thảo Nguyên vẫn lựa chọn đây, tìm về những anh em những hàng khủng. Bình thường Thảo Nguyên xuống 2-3 cân thì nó rất bình thường rồi. Nhưng mà có những loại đây anh em nhìn đây. Rồi khiếp luôn, nó nhìn nó to hơn đùi anh thật. Đây và tiếp tục, Thảo Nguyên vẫn xuống nữa. Sướng luôn, nếu lên nó dòng nó quật cho đấy, như anh kia bắt đầu quật cho thôi rồi luôn. Nó khủng khiếp đấy. Đây, tiếp tục xuống, anh chỉ còn vứt cái đầu cho em kìa. Không cần anh nhỉ, đây anh em ra nhấc, hay nhấc cái đầu ấy, nhấc cho em đầu lên phát là phi xuống. Không cần. Anh nhấc nó lao xuống mà. Không, anh nhấc em đầu. Nào đi. Đấy, ok luôn. Đây, tiếp tục giờ xuống để phục vụ anh em. Loại như này thì đúng rồi. Đều gọi là trên 4-5 cân hết. Con to kia phải đến 8-9 nhỉ. Không có 4 thật, nếu như này không có 4. Đây anh em nhìn. Nhìn đúng là bằng đùi nhỉ. Ui giời. Đây anh em nhìn. Ở tay của em đây. Thôi rồi luôn. Nhìn đúng rồi. Không ngóc đầu đây. Ái da ái da. À đấy, số phụ các cần thủ nó đảm bảo. Bùng cái đầu này. Và giá Thảo Nguyên vẫn duy trì là 20k một giờ anh em nhé. Mai thì lịch cả tuần này chúng ta sẽ xuống có chấm đen đủ hết. Chấm đen chép đủ hết cho anh em.
Đây tí này nó quật lên cho đi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ vào chương trình. Đấy, hiện tại bây giờ thì cũng cơ bản hết rồi. Ok, đã đảm bảo. Và chắc chắn chúng ta sẽ không chờ đón. Hôm nay là ngày làm việc là giữa tuần nữa, nhưng mà Thảo Nguyên bồi loại siêu khủng này để anh em ta cùng săn. Đây, tiện giới thiệu anh em bờ còi đã ngon nghẻ hết rồi. Bờ ở đây giờ anh em chạy xung quanh hồ luôn, không phải suy nghĩ luôn. Đảm bảo hết anh em nhé. Bờ giờ ngon nghẻ rồi. Bê tông sạch sẽ xung quanh hồ hết. Chỉ từ giờ đến cuối tuần thôi, hoàn thiện xong xuôi nữa là Thảo Nguyên sẽ làm chương trình game chào xuân với anh em. Đảm bảo luôn. Ô, phao này của mình bỏ ra hay là gì mấy? Thế hôm nay giảm đấy. Đó. Hiện tại thì thằng Nguyên đã xuống xong rồi. Hai tạ làm một cân. Toàn lại khủng thôi. Để anh em sẽ chiến đấu. Đấy, đây, chỗ này thì anh em mình thấy nó lõm xuống. Đấy là cái bờ tràn. Xong thằng Nguyên bố trí tràn ở nước này. Bơm liên tục. Tiếp tục xuống hồ dưới này. Cả cái bờ này luôn. Sạch sẽ rồi. Giờ không phải suy nghĩ. Chỉ lốt khoảng một tuần nữa thôi thì công tác cơ sở chất sẽ đảm bảo phục vụ anh em hết. Kè bờ hết các thứ ngon nghẻ rồi. Đã làm được một tuần nay rồi đấy. Đây đã ngon nghẻ hết. Hôm nay nó vào tầm giữa tuần thì Thảo Nguyên cũng đón tiếp khoảng độ 30 anh em thôi. Ok, em xin kết thúc lại đây. Và chỉ tầm 15 phút nữa em tiếp tục báo chương trình mưa cá. 15 phút nữa thì chắc chắn nó sẽ lên thì không phải suy nghĩ rồi. Đây anh em nhìn thấy cá bắt đầu quẩn lên. Mấy hôm nay Thảo Nguyên đang làm cái này nên là hạ nước xuống khoảng 40 phân để bắt đầu vào kè bờ hết xung quanh ấy. Ngày mai nữa là ngon nghẻ hết rồi. Để sau khi bờ xong thì lại lâng lên đúng bằng mép hết tất cả. Anh em nhìn cái mực nước bằng mép luôn, mình ngồi coi ngồi trên mặt nước luôn, lấy thăng bằng làm hết ngồi mặt nước, câu cảm giác nó rất là phiêu luôn. Ok, em xin chào anh em nhé. Và hẹn anh em trong khoảng 20 phút nữa.